Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Thì sau đây mời các bác cùng xem cặp loa Boss 301 Series 3. Hàng đó quay về còn cả thùng xốp để các bác mình chơi và muốn sưu tầm một con cặp loa Boss thùng xốp nha. Giá cặp này là 16.200.000 nha, bao gồm phí ship nha các bác. Bác nào lấy liên hệ cho em, đẹp mốc mùa luôn. Còn cặp này đẹp với là 97-98%. Tại vì nó còn thùng xốp nên cái sự bảo quản của nó rất là cao và nó sẽ đắt hơn so với những cặp không thùng. 16.200.000 bao gồm phí ship nhập ship nha các bác, nét canh luôn nha, nhìn các bác cùng ngắm nha. Đấy, tất cả góc cạnh là nét canh luôn nha các bác. Đấy. Đấy, canh là đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, mời các bác cùng ngắm luôn này nha. Đấy. Gần zin nha các bác, những cặp đấu bay về là gần zin hết nha. Sau đây là 99403. Đây các bác nhìn này. Cực kỳ phê luôn. Ừ. 99403 nha. Mexico nha các bác. Giá bao gồm phí ship là 16.200.000. Rồi, tháo cái canh ra để các bác cùng xem tiếng loa. Đây gần zin, tiếng loa thì nó mới, nó cực kỳ đẹp luôn. Duy nhất chỉ có một cặp còn thùng xốp về trong sáng ngày hôm nay. Và bên em cũng có những cặp không thùng cũng đẹp long lanh và xuất sắc luôn nha. Giá nó sẽ tốt hơn, giá là 14.500.000, còn có thùng là 16.200.000. Đây các bác cùng xem cái độ đẹp của sản phẩm đấy. Các bác nào muốn theo dõi kênh hãy ấn nút đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất. Và biết đâu được thì em lại về được những sản phẩm các bác đang cần thì các bác sẽ alo cho em nha. Rồi thì ngắt ngay khỏi tay rồi. Video giới thiệu sản phẩm cặp Boss 301 Series 3 thùng xốp đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.